nếu chúng ta chỉ có niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu xin tình độ thì oan gia trái chủ của chúng ta, nếu chúng ta không trả nợ cho họ, họ sẽ bán ra chúng ta, họ cản đường chúng ta, họ làm chúng ta muốn tự do tự tại ra đi không thể ra đi được. Lý do làm sao? Đó giống như chúng ta trốn ở đâu vậy. Chúng ta niệm Phật chỉ phát nguyện vãng sinh về Tây Phương theo cho cái cuộc đời của mình. Nên trong khi đó nợ từ vô thủy kiếp chúng ta đã sát sinh hại vật, làm khổ đau không biết bao nhiêu chúng sinh, khiến cho họ đang chịu con đường đau khổ ba đạo. Nay chúng ta muốn đi về Tây Phương một mình nữa, họ có cho chúng ta đi không? Không. Giống như tôi lấy một cái ví dụ giống như đó. Năm 10 năm trước, thậm chí 15, 20 năm trước, khi đó chúng ta gặp khó khăn, chúng ta vay rất nhiều nợ của nhà hàng xóm, láng giềng, họ hàng chúng ta, thậm chí là họ hàng thân quen chúng ta vay nợ để chữa bệnh hoặc để sống đỡ qua ngày, hoặc làm nhà làm cửa, vân vân. Bây giờ chúng ta có một đứa con trai, một đứa con gái đi làm ăn ở nước ngoài, hoặc là làm ăn ở thành phố Hà Nội chẳng hạn, hay thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thành phố lớn chẳng hạn. Thì bây giờ bao nhiêu năm chúng ta vất vả đầu tư cho con cho cái ăn học, thì bây giờ nó mới thành đạt, nó mới có công ăn việc làm ở Hà Nội hoặc ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở thành phố lớn hoặc ở nước ngoài vân vân. Thì bây giờ nó về nó bảo rằng nó thôi bố mẹ đi chúng con đó. Bao nhiêu năm bố mẹ nuôi nấng con ăn học, bây giờ con đã ra trường và đã đi làm, có công ăn việc làm, lương cũng đã gì đã ổn định rồi, đã mua được nhà Hà Nội rồi chẳng hạn, hoặc đang mua ở nhà thành phố Hồ Chí Minh vân vân rồi chẳng hạn. Và bây giờ con muốn đón bố mẹ ra đấy để ở với chúng con, và chúng ta cũng đồng ý thôi, thì vì con về cá ở đâu thì cũng ở trong cái đất nước này và cũng ở trong thế giới này, cho nên là ta thì phải đồng ý đi ở với con cá. Khi nghe cái thông tin đó, nghe cái thông tin là người con nó làm ăn ra trường đi làm ăn được rồi, và nó về nó chuẩn bị đón thì bố mẹ nó ra thành phố ở đấy, thì tất cả những cái người hàng xóm láng giềng và họ hàng nhà mình vay 5-10 người ta 20-30 năm trước để vay nợ người ta, bây giờ người ta mới đến là sao? Các quý vị, đến người ta đòi nợ chứ, người ta bảo chuẩn bị đi rồi, đến tận thành phố, tận thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí ra tận gì, tận nước ngoài, tận châu Âu nó ở, thì cái nợ của mình ngày xưa nó cũng có định bùng hay sao? Cho đến nó kéo đến nó đòi. Chúng ta không trả mà đi được không? Không trả mà đi được không các quý vị? Người ta sẽ cử nhau, cử người để người ta canh gác. Thì các vị cử người để canh gác xem sợ bạn có trốn đi không? Nếu trốn đi người ta báo công an, báo cảnh sát thì cũng chẳng đi được cơ. Bảo là trốn nợ ra nước ngoài, người ta báo công an, cảnh sát thì chẳng đi được. Đó, cho nên chúng ta muốn vãng sinh về đây phương tiện là thế giới, thì chúng ta phải trả nợ cho những oan gia trái chủ ở nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã vay mượn họ, tức là đã giết hại họ, đã ăn thịt họ, thậm chí kiếp này các quý vị vẫn giết họ, vẫn ăn thịt họ đấy mà. Các quý vị đừng có nghĩ rằng á vãng sinh là dễ, đừng có nghĩ rằng các tu niệm Phật được vài câu niệm Phật và cả đời cả tu hành cái gì đến khi chết đấy. Mấy bà Phật tử đến trợ niệm cho dăm ba tiếng đồng hồ, chục hơn chục tiếng đồng hồ, nói vãng sinh rồi, làm gì có chuyện đấy. Chư Phật chư tổ từ xưa đến nay đâu cái các ngài có nói cái chuyện dễ dàng như vậy. Cái Nha Di Đà nói rồi, Thích Ca Mâu Ni Phật nói lần này Xá Lợi Phất chẳng thể dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu, tức là phải có rất nhiều đi, có rất nhiều thiện căn phúc đức và nhân duyên. Ngài Lý Bình Nam là sư phụ của Hòa Thượng Tịnh Không thường giảng là thời mạt pháp này 1000 người niệm Phật mới chỉ được có 1-2 người vãng sinh, vậy còn 99 người đi đâu các quý vị? Lại tiếp tục tái sinh trở lại làm người, hoặc lên trời, hoặc gì, thậm chí có người vẫn đọa trong ba đường ác. Nếu như niệm Phật chỉ niệm trên đầu môi trong lưỡi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà chỉ trên đầu môi trong lưỡi, trong tâm mình cũng thay đổi,
chả giải quyết được vấn đề gì cả. Có một chút công đức, một chút phúc báo nho nhỏ để đem viên lành với Tam Bảo Thần Pháp mà thôi. Các quý vị có thấy không? Bây giờ tôi nói với các quý vị này, mấy ông mấy bà đi chợ niệm đó mà bảo là chợ niệm ca nào bán sinh được ca đó, vớ vẩn, lừa người lừa đảo, đấy là gọi là đại vọng ngữ. Tôi bây giờ cứ nói với các vị đây, tôi chỉ bất cứ người nào trong căn này, bất cứ một cụ nào, tôi bảo các đoàn chợ niệm đến chợ niệm trong cụ đấy 7 ngày 7 đêm và khuyên cụ ấy đi xuất gia, cụ có đi không? Có yên xuất gia ngay tại cuộc đời này, cạo bỏ râu tóc, đến tại ở chùa tu hành là một vị sư ở trong chùa, bỏ hết công việc gia đình, con cháu bỏ hết, gia đình gạt hết, các cụ có gạt được không? Nào, ngay còn sống này có chuyển được họ không? Chuyển được các cụ không? Xin thưa các cái việc tôi giảng đến ngồi mòn ngoài cầm, xin lỗi các cụ, ngồi mòn cả cái bộ đoàn rồi. Giảng hết ngày này qua năm khác cho các vị nghe. Nghe thì gì sướng đấy, muốn bán sinh, muốn thành phần, muốn ở chùa luôn. Nhưng mà sau đó chỉ cần gì, đến 20 nào xem, 4 giờ ngày 20 thôi. Hạnh nguyện muốn ở lại chùa để tu của mình, tự nhiên nó chạy đi đâu hết. Thấy bà kia ra về, và từ kia ra về, tự nhiên hôm trước mình bảo là bà nghĩ ở trong bụng là lên lần này có cái gì xong ở lại đến Bác Hồ Trung Phong luôn mới về. Nhưng mà thấy mọi người về hết, thôi nhớ nhà quá, không biết là ở nhà con cháu cái bụng rau ở nhà hoặc là cửa hàng hoặc là vân vân các thứ ở nhà, con cái các con các cháu nó có gì có ấy, thì con thôi về để hôm nay lên tiếp đó. Nhưng mà đang nghe giảng mọi người chứ ai về, mình vẫn ở vẫn ngoan lành, tâm mình vẫn không dao động. Nguyên lý về bác sĩ kia không được đạt được, chúng ta phải xả bỏ được tất cả những gì, những kiến chấp nào, tiền tài của ta, vợ con của ta, cháu chắc của ta, nhà cửa của ta, tài sản của ta, và chúng ta thì tự do tự tại niệm Phật, một lòng niệm Phật cầu sinh Tây Phương, buông hết tất cả thì mới có thể vãng sinh được. Cho nên ngài Lý Bình Nam, ngài nói 1000 người niệm Phật ở thời này chỉ được có 1 đến 2 người vãng sinh thôi các quý vị. Và hôm trước tôi đi dạy ở trên học viện Phật giáo Việt Nam, tôi ngồi với hòa thượng Thích Minh Thông. Hòa thượng là một vị luật sư giỏi nhất Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ, tinh thông về luật tạng, khai ra chỉ phạm, tính tướng ngài đều tinh thông hết, cả thân giáo lẫn khẩu giáo ngài đều là một bậc gọi là luật sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam. Các bậc trưởng lão hòa thượng Bắc Trung Nam trong cả nước ai cũng phải nghe đến danh hiệu của ngài, cũng đều phải cung kính, đều phải kính nể. Năm 2016 ngài sang Đài Loan, và trong chuyến đi là may mắn rồi ngài lại gặp được hòa thượng thì không, hòa thượng thì không cũng gặp được ngài, hai người ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Và hòa thượng thì không, ngài có nói với hòa thượng Minh Thông là con cũng rất muốn về Việt Nam. Và hòa thượng thì không, ngài trải lòng là con muốn về Việt Nam để giải tỏa một vài cái mối nghi cho tăng ni và Phật tử ở Việt Nam. Vì sao? Vì hòa thượng nói với hòa thượng Minh Thông rằng vì thời gian qua có rất nhiều tăng ni và Phật tử ở Việt Nam nói là tu theo pháp môn Tịnh Tông Học Hội của Đài Loan, của Úc Châu, của Hồng Kông, của Sinh Mã Lai, tức là của hòa thượng lập ra đó. Nhưng họ đi tuyên truyền hoàn toàn ngược lại cái giáo pháp của Tịnh Tông Học Hội thế giới của hòa thượng. Cho nên làm mất đi cái uy tín của Tịnh Tông Học Hội thế giới. Và để cho các hòa thượng lớn ở Việt Nam hiểu lầm rằng hòa thượng đi truyền bá một cái tư tưởng Phật giáo mang đậm cái đường nét là mê tín dị đoan. Đặc biệt là gì? Là cái dịp mà năm 2012 ở Việt Nam chúng ta có một vài vị đại đức thượng tọa, và đặc biệt là một số khá đông các nhóm cư sĩ
nói rằng tu theo tình các bộ của thế giới và thực tình không, nhưng mà đi tuyên truyền là ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày gì? Ngày tận thế. Và họ tuyên truyền rằng cái lời nói đó là lời nói của hòa thượng Tịnh Không. Cho nên các hòa thượng ở Việt Nam, các pháp sư Việt Nam căn cứ vào tam tạng thánh điển của Đức Phật, không có một chỗ nào nói rằng năm 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế của thế giới. Cho nên là người ta công kích, người ta nói rằng vậy hòa thượng Tịnh Không trước đây cứ tưởng là một vị pháp sư đạo hành quyên tâm về kiến thức Phật học và thế học, nay ai ngờ là ông là đi tuyên truyền cái ngày đó là cái ngày tận thế. Vậy ông này chính là một vị tà sư tà đạo. Một số các hòa thượng lớn ở Việt Nam trong cái giai đoạn đó, phần lớn họ đều cho rằng tuyên truyền ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế, đó chính là gì, là hòa thượng Tịnh Không. Vì sao? Vì chính một số đệ tử và phật tử của ngài đưa cái băng giảng của ngài, trích một cái đoạn băng giảng của ngài, bỏ đầu đi bỏ cuối đi, lấy mỗi cái đoạn vài cái câu nói đó của ngài thôi mà đi gì, đi tuyên truyền, thậm chí in ra gì, ra thành sách, viết ra thành gì, thành tờ, thành cái tờ gọi là mình gọi là phiên âm ra đó, thành cái tờ gọi là đi để đi phát cho các phật tử, tờ rơi đó, thành cái tờ rơi để đi phát cho các phật tử đó, nói đây là lời của thần Tịnh Không nói, lo tu đi, tu nhanh đi, không có gì, không có chết, không có chỗ chôn, chết không có chỗ đi về. Cho nên có rất nhiều trường hợp có người đang làm công chức nhà nước, thậm chí có một cái cháu ở dưới phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân Nam, ở đó là ở chỗ khu ô tô Hòa Bình nhé, nhà máy ô tô Hòa Bình, không biết các người thuộc về gì mà thuộc về quận phường Thanh Xuân Nam đó, quận Thanh Xuân. Cháu nó đi học, học rất giỏi, đi thi IELTS và đỗ được đi du học ở Anh, gần đến ngày đi học ở Anh rồi, mẹ không cho con đi với một lý do duy nhất, đó là chuẩn bị đến ngày tận thế. Cho nên muốn con gái ở nhà thì chết thì mẹ con gia đình cùng chết ở trong một mái nhà, xuống là ma thì còn gặp nhau, còn nếu để con gái sang tận đến Anh đi học con thì chết đó, thì không tìm được nhau, cho nên nhất thiết không cho con gái đi học. Con gái của cô ấy rất đau khổ. Tại sao mẹ mình là một trí thức, làm trí thức đấy, một cán bộ nhà nước nghỉ hưu, mới nghỉ hưu được mấy năm. Trước đây cô lên chùa tản viên chúng ta theo pháp hội vài lần và cô hay lên chùa. Nhưng mà sau khi nghe cái vị pháp sư đó và một số nhóm phật tử đó truyền rằng là hòa thượng nói rằng 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế, cho nên đi theo họ để tu và không lên nhà mình nữa, bỏ đạo tràng của chúng ta, bỏ chùa khai nguyên, chùa giảng viên và đi theo cái nhóm đó, nhóm pháp sư đó, nhóm đệ tử đó, phật tử đó, và tu ở tại gia, lập thành từng nhóm 5-7 người và tu tại gia, tu biết giáo, tu niên mật, chỉ có niệm phật cầu vãng sinh và không làm cái gì nữa, và cho rằng không tu đến ngày đó thì muộn, không còn gì nữa, thậm chí vợ chồng bỏ nhau, mất hết công việc, nghỉ tất cả các công việc để tu để chờ vãng sinh. Và rất may có cái trường hợp cái cháu gái ở Thanh Niên quận Thanh Xuân, cháu nó khóc nhiều quá, thế bắt đầu mẹ nó mới bắt đầu là đưa lên đây hỏi tôi, bảo là bây giờ thì thôi, trước đây con lên sinh hoạt với thầy thì bây giờ tình hình như thế thì như thế nào. Tôi bảo cứ cho cháu đi học đi, nếu mà là ngày tận thế thì kinh Đức Phật đã nói rồi. Trong kinh Đức Phật không nói ngày tận thế thì chắc chắn không có ngày tận thế. Và tôi nói là gì, nếu mà thực sự ngày đó là ngày gì, ngày tận thế thì cho dù ở đâu đi chăng nữa thì cũng chết mà thôi. Mà có chết rồi thì có muốn gặp nhau thì tùy theo nghiệp báo của chúng ta ở đời này còn chẳng lo được hết cho nhau, huống chi là đời sau. Mà một người chết đi rồi, thậm chí thì còn đi dùng buồn dùng đèn để kiểm để chung để kẻo, để không cho nhau về, các bạn không cho về nhà chứ mà. Đó. Cho nên tôi bảo cứ cho cháu nó đi học đi. Nếu mà ngày đó là ngày tận thế thì tôi chết thay cho cháu nó, cứ cho nó đi
xong cuối cùng thì về đấu tranh tư tưởng mãi thì cũng cho cháu nó đi, may mà cho cháu nó đi. Đây là trường hợp đấy. Còn mấy trường hợp nữa các vị biết, vợ chồng, chồng đang đi làm công chức nhà nước, làm trưởng phòng một cái bộ ngành của trung ương, làm trưởng phòng, về nghe thấy nói như thế, về để bắt vợ và bắt con này nghỉ học, con đang đi học, vợ cũng đang đi làm cho một doanh nghiệp, cả nhà nghỉ công việc hết, làm đơn xin nghỉ việc hết và để đi đóng cửa tu để chờ đến ngày bán sinh 21 tháng 12 năm 2002. Kết quả đến ngày đó, ngày đó diễn ra, thế giới vẫn vận hành bình thường. Lúc đó quay lại đi xin việc, lên trên bộ họ bảo nghỉ gì, nghỉ không có phép, nghỉ vô tổ chức, đuổi vợ đi làm ở công ty của nước ngoài, đến nước ngoài nó bảo thì nghỉ cũng gì, mà nước ngoài nó còn thì còn ngặt hơn nữa, đến người ta cũng nghỉ, đuổi con đến xin vào trường đi học thì ta bảo nghỉ không có phép, mà nghỉ thì nghỉ cả tháng trời không có ý kiến gì, cho nên thì đuổi vợ cũng bị đuổi, chồng cũng bị đuổi, vợ đuổi việc, vợ chồng đuổi việc và con thì bị đuổi học. Đau chưa? Đến lúc đó mới gì, mới lắng sòng sọc lên để lo gì, lo đi xin việc mới và lo đi tìm trường mới cho con mình đi học. Và chính vì thế tất cả những cái tội lỗi đó họ đều được lên đầu của Hòa Thượng Tịnh Không hết, nói rằng đó là lỗi của Hòa Thượng Tịnh Không, do Hòa Thượng Tịnh Không tuyên truyền cái ngày đó là ngày tận thế cho nên mới xảy ra cái chuyện đó. Vì vậy các hòa thượng, đại đa số các hòa thượng lớn ở Việt Nam, các vị thần tọa đại đức lớn ở Việt Nam đều nói Hòa Thượng Tịnh Không là đi sai đường lối chính pháp của Phật. Xin lỗi các quý vị, một số các vị pháp sư trẻ trước đây cũng rất cung kính tôn trọng Hòa Thượng Tịnh Không, nhưng sau cái vụ đó đang làm chỉ trích Hòa Thượng Tịnh Không là đi sai với đường lối của đạo Phật. Vì sao? Vì các ngài nghe thấy là đệ tử của ngài, Phật tử của ngài xưng và xưng ai cũng xưng là chúng con là đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không, mà lại đi tuyên truyền là thầy mình nói như vậy, thì đương nhiên các vị thượng tọa và thượng kia người ta sẽ nói rằng là gì, là Hòa Thượng Tịnh Không dạy như thế, cho nên mới có những ông đệ tử như thế, có những vị Phật tử như thế. Ngài Ấn Quang Đại Sư Trân Vân Sang nói là gì, như vậy gọi là làm nhục lây đến Phật. Đây mình đổi thêm là nhục lây đến thầy. Người trò gì học với thầy mà không hiểu thầy, không hiểu lời thầy nói, tuyên truyền nhảm nhí, tuyên truyền vớ vẩn, tuyên truyền sai cái gì, sai với lời của thầy mình nói, thì làm nhục lây đến thầy. Có rất nhiều những đạo tràng xưng là đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không, nhưng mà hành pháp á có đúng với lời dạy của ngài không? Hòa Thượng Tịnh Không nói đi chợ niệm không được thì không được nhận tiền, có đúng không? Đi hoằng pháp, đi giảng kinh không được nhận tiền bất cứ một hình thức nào. Nhưng chúng ta thấy có mấy đạo tràng chuyên đi chợ niệm ở miền Bắc chúng ta bây giờ có nhận tiền không? Có không? Có. Nó nhận tiền một cách tinh vi, nhận tiền một cách là gì? Nhận tiền thế này nè, tôi có mấy Phật tử trong đạo tràng đấy, Phật tử nhận khác là nói, Phật tử trong ban gọi là trong cái ban trai chủ nhà mình nhá, mất năm ngoái năm kia đó, gọi cái đồ trợ niệm nó đến, đồ trợ niệm đó trợ niệm cho 5-6 tiếng đồng hồ, xong ra về 2-3 hôm sau hỏa táng xong ngủ yên mà đẹp. Có một Phật tử ở trong cái đạo tràng đó đến nói khéo là trong đạo tràng các Phật tử thì không bao giờ nhận tiền, nhưng mà các vị ấy đi làm toàn mà cái tâm của mình thôi, toàn phải bỏ tiền túi ra để đi xe đi cộ thôi. Này á, tuy họ không nhận nhưng mà mình cũng nên ra thì nhà mình cũng nên hoan hỉ để phát tâm để cho lấy tiền xe tiền cộ để cho họ không phải bỏ tiền ra để đi xe đi cộ. Thế hỏi bao nhiêu? Các vị biết là bao nhiêu không? 30 triệu. Nói rõ ràng có 3 triệu đâu, 30 triệu.
Xong rồi cái đứa con gái của cô ấy gọi điện cho tôi và bạch thầy bây giờ thì làm thế nào. Cô ấy đến, cô ấy bảo là gì, phát tâm 30 triệu để các bạn đi đi xe đi cô. Hãy đi xe từ Hà Đông ra đấy làm gì, cái 30 triệu có xe taxi 7 chỗ ngồi, đi đi ra và đi về thôi. Cả vòng đi ra đi về giỏi lắm, kịch kim đến thì đến 2 triệu bạc là cùng. Vậy mà đi đến quán người ta bảo người ta thì phát tâm lên 30 triệu để cho người ta thì để tiền xe thì cổ. Thế cháu nó gọi điện lên hỏi tôi cái chuyện thật 100%. Thế tôi mới bảo là thôi thì bây giờ chót rồi thì phải gì, phải chết thôi. Cái việc tâm linh, người ta bảo là bảo mẹ con mình vắng sinh tây phương rồi thì bây giờ cái giá 30 triệu là quá rẻ còn gì nữa, thôi đem vào nộp đi. Thế là gì, tiền người ta phúng biến. Cả họ nội họ ngoại, cả hàng xóm đã có tiền phúng biến được 20 mấy triệu, phải bù thêm mấy triệu nữa mới đủ 30 triệu để đi, để đi hiến cho người ta. Đấy là một trường hợp có thật trong đạo tràng nhà mình, Phật tử nhà mình dính đấy. Bây giờ cho có vẫn đang nhập tháng ở dưới nhà mình đấy. Đó. Còn khá nhiều những Phật tử từ đạo tràng đó ra thấy nó việc làm nó sai trái cho nên bây giờ để bỏ, không theo nữa. Và trong đạo tràng nó tuyên bố rằng thì cái vị trưởng đạo tràng này á, đi trở liền ca nào là được ca đấy. Vì vì đó hai thì rất là giỏi, hai thì rất là khéo, chờ điểm ca nào là bán sinh ca đó, mềm thân ấm đầu ca đó, có nghĩa là gì thì đó bán sinh. Tuyên truyền như vậy. Và có mềm thân ấm đầu không? Có mềm thân ấm đầu nhưng bán sinh hay không, điều này chỉ có Phật mới biết. Không phải là ca nào trợ niệm vãng sinh ấm đầu cũng là vãng sinh. Và Hòa Thượng Tịnh Không này nói với Hòa Thượng của Việt Nam chúng ta là con muốn về Việt Nam để giải tỏa cái mối nghi đối với giáo hội, tức là đối với giáo hội của giáo Việt Nam với Hòa Thượng. Tất nhiên Hòa Thượng thì không có nặng nề gì cái chuyện đó. Người ta chửi ngài, ngài chịu được mà, mắng ngài, ngài chịu được mà, thậm chí bôi nhọ ngài, viết ngài lên báo, đưa ngài lên cả thế giới, cả ngài là gì? Là một vị ác tăng, là một vị gì? Một vị tăng tu sai chính pháp của Phật. Vì ngài truyền bá cái vô lượng thọ của ngài, nhưng cứ ngài vẫn gì, ngài vẫn hoan thì chịu được mà. Nhưng tại sao ngài lại muốn về Việt Nam để giải cái mối nghi đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam với các Phật tử Việt Nam chúng ta? Vì ngài thấy cái duyên tu tịnh độ của Phật tử Việt Nam rất lớn. Ngài không muốn cho các Phật tử chúng ta đi sai đường lạc lối về về pháp môn của Phật, về đường lối của ngài. Lợi dụng là đệ tử của ngài tu theo pháp môn của ngài mà đi làm những việc sai trái. Ví dụ ngài khuyên là đi giảng kinh, đi thuyết pháp, đi tổ chức pháp hội là không được gì, không được lấy tiền, không được lấy tiền các chùa đó, không được lấy tiền đạo tràng đó. Nhưng chúng ta thấy bây giờ các vị biết vì sao hai năm nay tôi không đi tổ chức pháp hội ở bất cứ một chùa nào, ở bất cứ một nơi nào không? Có rất nhiều người đến mời, các thầy đến mời, tôi đều từ chối kéo hết. Vì bây giờ nó lại đăng rộ lên cái vấn đề là Trung Phong Tam Thầy Liệt khắp Bắc Trung Nam. Nhưng xem cái Trung Phong Tam Thầy Liệt đó để làm gì? Mục đích Trung Phong Tam Thầy Liệt của ngài Trung Phong Quốc Sư và của Hòa Thượng Tịnh Không á, ngài khuyên chúng ta Trung Phong Tam Thầy Liệt để mà gì? Để mà tu, để mà hồi hướng siêu độ cho gì? Cho các vị chân linh, từ các vị thần linh cho đến các vị chân linh gia đình kỷ vườn thất tổ chúng ta, dẫn đến các oan gia trái chủ và các cô hồn ngạ quỷ, hướng cho họ gì? Cùng tu lập pháp hội Trung Phong để tu âm dương, đều tu, đều gì? Đều có công đức và đều được siêu thoát, sớm được siêu thoát khỏi ba đường ác đạo, vãng sinh tây phương cực lạc thế giới. Nhưng vãng chưa thấy đâu, đã thấy thì mấy cái hòn công đức răng ra ở phía trước và đến kiếp sớ. Một lá sớ là phải 100.000, 200.000, 300.000, nếu không có thì sao? Mặt mũi thông xì ra bằng thế này thì ban tổ chức lấy gì để mà tiêu? Ban tổ chức lấy gì để mà thuê la bàn, công bạc và tổ chức sự kiện vân vân và vân vân. Và như vậy mục đích mở các hội Trung Phong Tam Thể không phải để tu nữa, mà là để gì? Để kinh doanh, để kiếm tiền.
mấy năm trước chúng tôi đi tổ chức pháp hội đến bất cứ ngôi chùa nào, toàn bộ cái hòm công đức viết sớ viết sách vân vân từ A cho đến Z giao cho ngôi chùa đó quản lý và thu chi. Đạo tràng chúng ta chỉ đi đến thì dùng con người, dùng tâm huyết của mình đến để làm xong và về. Xe cộ mình chở hết bao nhiêu tiền đến thì mình phải bỏ tiền túi ra để làm, cảm thấy mình làm được thì mình mới làm, không làm được thì thôi. Nhất định không lấy tiền của người ta. Người ta có mang 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu đến lấy trả, mình cũng nhất định không lấy và trả lại cho gì. Họ làm công việc trụ sứ của họ. Nhất định không. Vậy mà chúng ta thì tôi chưa một lần nào dám nói tôi là đệ tử Hòa Thượng Thành Công. Chưa một lần. Vì mình cảm thấy là mình chưa làm được theo lời dạy của Ngài. Ngài bảo đi giảng pháp không được nhận tiền. Tôi đã cố gắng từ năm 2013 đến giờ đi giảng pháp bất cứ đạo tràng nào không được nhận tiền. Không nhận tiền bằng mọi hình thức. Kể cả các Phật tử cúng tượng hay cúng bất cứ cái gì mà cúng tượng hay cúng gì lên chùa mà cúng. Đi giảng pháp là đi giảng pháp. Không bao giờ nhận tiền bất cứ hình thức nào. Đang cố tập lại làm theo lời của Hòa Thượng. Không chỉ có tập ở bên ngoài mà tập cả bên trong. Nếu người ta cúng mình 500 triệu thì không nhận nó thì nói chuyện bình thường. Nhưng người ta xè ra cả 100 triệu thì không nhận mà tâm mình còn thì còn tiếc. Như vậy là có vấn đề. Mình phải tập làm sao? Người ta cúng mình 500, 1 triệu tâm mình vẫn bình thường, không nhận là không có tiếc. Mà người ta xè ra cả 100 triệu, thậm chí 500 triệu, 1 tí mà mình không nhận tâm mình vẫn cảm thấy bình thường, không có tiếc. Có duyên thì ông bà, cô bác mang lên chùa để cúng. Còn không có duyên thì ông bà liền cái cúng chùa nào thì cũng mình vô tư, không có một chút gần sáu lăn tăn là ô chỉ tiếc quá. 1 tỷ mình mà nhận thì có phải được không, còn 100 triệu nhận thì có phải được không, không nhận mình mất đi, nếu đâu không mang đến chùa của mình nữa. Như thế này còn vấn đề, không vướng ở ngoài thì lại vướng ở trong. Nhưng mà cố gắng luyện tập làm sao, tu hành làm sao đó cho thì ngoài không vướng mà trong cũng không mắc thì mới được. Tùy duyên, tất cả là đạo pháp là tùy duyên. Sống và làm được như thế, bao giờ mà mọi cái từ việc này cho đến việc kia làm được rồi á, thì tôi mới đến xin Hòa Thượng là Ngài có nhận con không. Bao giờ Ngài bảo được tôi nhận ông thì tôi mới xưng là mới dám làm xưng là đệ tử của Ngài. Còn Ngài chưa nhận là không dám làm xưng. Học theo lời Ngài dạy, học móc được tí nào thì quý thì ấy thôi, cố gắng làm thế nào đó để cho gì không làm nhục đến Ngài. Người ta thấy là cái đạo tràng đó tu theo Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, theo đường lối Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, nhưng mà thì người ta nhìn vào cách tu của mình, đạo tràng của mình, người ta còn thấy một cái niềm tin le lói là tại sao cái đạo tràng nó tồn tại được, tại sao cái đạo tràng nó phát triển được, và có phải là gì là ông ấy học theo phương pháp của Hòa Thượng Tịnh Tông hay không, phương pháp của các Hòa Thượng hay không. Và người ta thấy thì ở đây chúng ta đọc tụng kinh sám Phật sự, cách đọc tụng của chúng ta thì giống như Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, không có khác một cái gì cả, duy nhất ở Việt Nam. Mà một số các Hòa Thượng thượng tọa đã chỉ trích tôi là tại sao cách đọc tụng của Việt Nam có hàng nghìn năm nay, 2000 năm nay ông không làm theo, mà ông lại đi làm theo gì theo cách đọc tụng của nước ngoài. Tôi chỉ cười, tôi không giải thích, vì chúng ta không thể giải thích được. Nếu chúng ta giải thích được cho họ, họ hoan hỉ á, thì còn nói làm gì. Cho nên điều tốt nhất là chúng ta yên lặng, và chúng ta thấy cái gì làm nó tốt. Vì sao nó tốt? Vì cách đọc tụng này tôi thấy là tâm của tín đồ Phật tử và tăng ni Phật tử chúng ta thấy nó rất là hoan hỉ. Đọc nó có một cái cảm giác gì, cái giọng nó trầm hùng lên xuống nó theo âm điệu, làm cho tâm của chúng ta thì cứ theo đó mà nương vào đó mà thì nó không được loạn. Mà ai nghe thấy cái gì cũng thích nghe chúng ta chỉ chú lại đi bằng cái cách đọc tụng của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta. Bước đầu chưa quen nghe một tí mà quen rồi á, không muốn tụng lại cái kiểu kia đâu các quý vị, vì nó nghe nó rất là yếu. Kể cả cách tụng kinh cũng vậy, chúng ta mà đọc tụng được theo cái cách đọc tụng của chúng ta bây giờ
khi đọc tụng lại cái kia chúng ta thấy nó nhạt lắm, nó như là ăn canh thiếu muối, canh không có vị chính ấy. Đó, canh không có xào rau mà không có dầu ấy, chỉ cho nước không đấy thì sao nó cứng. Tất nhiên thì nó vẫn là nồi canh, vẫn là bát canh, nhưng mà thì xào canh xào rau mà không có dầu thì gì, nó giống như là rau luộc cơ mà, nó có phải là xào đâu, nhưng mà chúng ta vẫn gọi là xào. Hoặc là thì nó ít muối thì nó nhạt quá, ăn nó có ngon không, canh ít muối quá nó có ngon không, cũng là canh. Nhưng mà người nào thích ăn nhạt thì họ thích cười, như chúng ta thì có thể là chúng ta thích ăn mặn, cho nên thì phải thêm tí muối vào cho vừa miệng chúng ta. Đó. Nhưng mà chúng ta thấy chúng tôi vẫn chưa một lời dám nhận mình là đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không, nhưng mà cố gắng làm sao được đạt đến 60-70% lời dạy của ngài là quý rồi. Cố gắng làm sao làm được 60-70% lời dạy của ngài trở lên để không hổ thẹn với gì với cái danh là đạo tràng Tịnh Tông ở Việt Nam. Các quý vị biết vì tôi lấy cái tên là đạo tràng Tịnh Tông ở Việt Nam, việc Phật sự của chúng ta làm rất lớn, có thể nói ở miền Bắc này không có một đạo tràng nào làm hơn chúng ta cả, còn pháp hơn đạo tràng chúng ta cả. Nhưng mà ra đại hội ra bất cứ cái gì đó, các cụ đưa một cái để đưa cái danh sách giấy khen lên một cái thì ui cái này khen là đạo tràng Tịnh Tông Việt Nam không được, đạo tràng này là theo gì, theo pháp tu của Hòa Thượng Tịnh Không, cho nên không được, cản đi, chấp nhận. Thậm chí mấy năm trước ấy, người ta không thể gạt được đạo tràng, cái việc làm của đạo tràng chúng ta, các cụ trên trung ương khen, có một cái giấy khen đó viết là đạo tràng chùa Đảng Viên, thì không ghi danh sách mình đưa lên là gì, đạo tràng Tịnh Tông Việt Nam. Nhưng mà các cụ là gì, các cụ dị ứng với cái tên là đạo tràng Tịnh Tông Việt Nam cho nên á, nhưng mà thấy việc làm của mình rất tốt, rất tốt, vì vậy mà các cụ khen là gì, đạo tràng Phật tử chùa Đảng Viên. Đấy, vẫn khen, có cái giấy tôi vẫn bỏ trên để trong tủ ở trên chùa Đảng Viên, đạo tràng Phật tử chùa Đảng Viên. Đấy, cấp trung ương khen đó. Các cụ có ban hướng dẫn Phật tử trung ương khen cái giấy khen đó, nhưng mà được không lấy tên, không lấy tên là đạo tràng Tịnh Tông Việt Nam của chúng ta, vì họ sợ gì liên quan tới cái tên nghe nó khác lạ theo Hòa Thượng Tịnh Không, cho nên là họ nghĩ là Hòa Thượng Tịnh Không cứ tuyên truyền ngày tuần thế nay lại khen cho ông ấy bằng cái đạo tràng ấy, thì sợ rằng là gì, các cụ trong giáo hội, các cụ lớn, các cụ lại quả cho nên là họ chuyển thành đạo tràng Tịnh Tông Việt Nam chúng ta thành đạo tràng gì, Phật tử chùa Đảng Viên, tức là quay vọng ăn ngôi chùa thôi. Nhưng kể mình cũng chẳng quan trọng cái chuyện đó, vì các vị thấy tất cả giấy khen không có treo đâu, tất cả những bức ảnh chụp với nguyên thủ, thậm chí có những bức ảnh chụp với chủ tịch nước, chụp với thủ tướng rồi, nhưng mà thôi thì tôi cất hoàn trong cái tủ, tất cả giấy khen của mình từ cấp trung ương cũng có rồi, cấp địa phương có rồi, thành phố có rồi, tất cả để trong tủ. Các vị thấy tất cả nhà khách phòng khách nơi nơi có thấy tôi treo một cái giấy khen nào không, có thấy tôi chụp một cái ảnh với nguyên thủ mà tôi treo vào không? Không có. Không phải là mình coi thường các ngài, không phải là mình coi thường cái lễ khen, cái lễ tuyên công đức đó, nhưng mà mình không thích phô trương ra ngoài. Cái gì mình thì mình cứ lặng lặng mình làm được rồi, đóng một cái tủ thật đẹp rồi cho vào đó, trân trọng cho vào cái tủ đó. Không phải tôi vứt tinh tinh đâu, tôi có cho một cái tủ, cho một cái tủ khóa nó lại rất trân trọng. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tu tập không phải là dễ đâu. Có rất nhiều những vị tự xưng là đệ tử của Hòa Thượng, nhưng mà lại đi tuyên truyền như vậy, sinh hoạt như thế. Và vì cái nguyên do đó cho nên là Hòa Thượng Tịnh Không nói với Hòa Thượng ở Việt Nam của chúng ta, Hòa Thượng Minh Thông, là con muốn về để cũng muốn về để giải quyết cái lối đi, và đồng thời cũng là để khẳng định cái vấn đề. Hôm rồi Hòa Thượng Minh Thông nói với tôi là Hòa Thượng muốn về để khẳng định cái vấn đề là gì, đi trợ niệm không phải là ca nào cũng được vãng sinh. Nói cho các Phật tử ở Việt Nam biết, nói cho các vị ở ban trợ niệm biết là gì, đừng có làm dừng là mình đi trợ niệm ca nào cũng vãng sinh. Mới cách đây hôm qua
Có một Phật tử ở Hà Nội đến nói với tôi tại phòng khách, có bà mẹ mới mất cách đây mấy hôm, mấy tuần, cũng mời ban trợ niệm ở khu vực Hà Nội đến để trợ niệm cho mấy tiếng đồng hồ. Và trợ niệm xong, các Phật tử trong ban trợ niệm thấy là thân thể mềm mại, và cũng nói rằng là để tuyên bố rằng là mẹ của Phật tử đó, của gia đình đó đã được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, khẳng định 100% đã được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Nhưng đến hôm sau, đến ngày đi làm lễ hỏa thiêu thì lại nhập vào đứa cháu con dâu hay là đứa con trai gì đấy, ông ta nói không biết đó. Nhưng có nghĩa là sau khi lại nhập vào và không nói gì, chỉ có khóc thôi, ứa nước mắt và khóc thôi. Hôm qua lên tôi mới nghe qua thôi, nghe cái trường hợp thôi, tôi xem qua một chút, tôi bảo là tôi cảm nhận thấy là những cảm nhận trường hợp này chưa được vắc xin, mà chắc chắn chưa được vắc xin, tôi nói 100% chưa được vắc xin, và còn đang vẫn khẳng phất ở bên cạnh gia đình thôi. Cho nên nó phải phóng sinh, tu phúc, tụng kinh, địa tạng, hướng thiện, làm việc thiện để hồi hướng cho cụ nữa đi. Đấy, cho nên đi trợ niệm vãng sinh, tôi cũng rất các muốn các Phật tử chúng ta đi trợ niệm. Nhưng mà đi trợ niệm, mình chỉ gọi là trợ duyên cho họ thôi. Chứ làm gì có cái chuyện chúng ta mà bảo là đi trợ niệm cho họ được mềm thân ấm đồng là đẹp vãng sinh, nói với gia đình họ vãng sinh tây phương rồi, hoan hô đông đúc thân với nhau được vãng sinh rồi, mà cho cái đó là để những cao thành công trong sự nghiệp đi trợ niệm giúp người vãng sinh của mình được. Tôi nói với các vị, chọn bất kỳ một vị nào ở trong cuộc trường này, không chỉ trợ niệm 18 đến 12 tiếng đồng hồ, tôi bảo cho vị đó nằm xuống ở tại đây làm cái giường, cho nằm xuống đây hoặc nằm ở trong phòng, cho trợ niệm cho vị đó 7 ngày 7 đêm, và bảo rằng là thôi, cảnh giới đây luôn trang nghiêm thanh tịnh như vậy, sau này chết nhất định vì sẽ về, và thôi hãy ở lại chùa Cao Nguyên là để cạo tóc để tu hành đi, hoặc để tóc để tu hành, đừng có về già nữa, bỏ hết buông hết đi có được không? 100% là không được. Đã nói các quý vị là không được. Có trợ niệm xong các vị ngồi dậy một cái là gì? Thôi phải thầy cho con đi về, nhà con ngày mai là gì? Cháu nó cưới cho cháu cái đều cho con đi về. Tôi mà cố giữ lại thì sao? Thì trốn về. Sống thế nào, chết tâm mình cũng sẽ dễ như thế. Thay đổi được một lúc một giờ đó các quý vị. Học Phật chúng ta nghe gì? Nghe thủng cả lỗ tai rồi. Ngồi đây thì ai cũng là Phật là Bồ Tát hết. Nhưng mà tí nữa ra khỏi hội trường là xem, ngừng giảng là xem, đâu lại vào đấy. Bao nhiêu cái nghiệp chướng, bao nhiêu cái gì, cái sự cấu uế, cái thói hư tật xấu ở trong tâm vô thì kiếp của mình đó, nó lại dồn về. Giống như bây giờ tôi nói với các quý vị này, giống như là mình tát cái hồ nước đục đó, cái hồ nước đục hoặc là một cái vũng nước đục đó, mình dùng một cái gì, dùng một cái xô, mình múc cái vùng nước đục, mình múc sột một cái thì nó càng chúng ta chỉ nguồn thấp 2-3 phân thôi, tát kẹt một cái chúng ta nhìn thấy xuống tận đáy. Nhưng cái xô vừa gì vừa ra khỏi được khoảng vài giây sau thì cái nước bẩn này tiếp tục là ập vào, nó là gì, đầy vào chỗ đó. Nhưng có một điều chắc chắn tôi nói với các vị cứ chịu khó là tát tiếp, tát hoài, tát đến vài phút, vài chục phút, thậm chí vài tiếng đồng hồ sau thì cả cái gì, cái vũng nước bẩn kia đều sạch bóng hết. Tu là nó phải có thời gian như thế, mà phải dụng tâm như vậy, chứ không phải cái hồ cái vũng nước bẩn, cái ao nước bẩn, cái vũng nước bẩn của chúng ta mà đến chỉ tát có vài cái sột mà chúng ta nhìn thấy là tát một cái chúng ta thấy nó xuống trơ xuống tận đáy rồi. Nhưng đấy thì là gì, một cái nào chúng ta múc mạnh đến một cái thấy tận cái đáy nó, nhưng nước nơi khác nó bẩn, nó vẫn còn nhiều, nó lại tiếp tục những chảy ào ào phiền não chúng ta trong tâm khảm, trong a lại ra thức của chúng ta nó chưa vơi đi được là bao. Chúng ta niệm Phật mới thì được có một vài ngày, tụng kinh mới có được vài chục bộ, vài trăm bộ kinh, thì nó mới chỉ giải quyết được như chúng ta tát thì vài chục cọng nước thôi. Đáng lẽ ở trong đó nó phải tát 1.000 cọng nước thì mới có thể cạn hết cái vũng nước kia. Nhưng bây giờ chúng ta mới chỉ có sột vài cái mà đã đòi nó cạn nước ư? Chúng ta tát một cái thấy nó tận đáy rồi, thế là trèo lên bờ là gì, là nghỉ ư?
là cạn nước, không có, điều đó không bao giờ xảy ra. Áp dụng vào cuộc sống tu hành của tăng ni Phật tử chúng ta cũng tương tự như thế. Học Phật và dạy chúng ta phải hiểu đúng chính giáo của Ngài, không được mê hoặc bằng người, không được vì thì nói bóng lên mà khi họ không đạt được cái mục đích của họ thì chán nản họ thì bỏ đạo họ đi, đi với đạo khác, đi với tôn giáo khác. Thế cho nên một số những quý vị ở Việt Nam xưng là đệ tử của Hòa Thượng, thậm chí còn sang tận với nước ngoài quay băng ghi hình và nói là Hòa Thượng thọ ký cho về để tuyên truyền giáo pháp của Ngài. Có không? Có. Xin cho tôi không được nói tên các vị đó. Có. Nhưng mà sau khi đi tuyên truyền đó thì chúng ta biết tuyên truyền thế nào? Lên giảng một khóa tu như thế này xong, mời cái bà này, bà đồng bóng đến, tức là bà này, cái bà này nhà mà cảm lớn lắm, xong ngồi trên bục giảng và nói rằng là pháp tu này của thần tọa là của pháp sư ấy, sư nó pháp đê đó là gì? Có bao nhiêu nghìn người bằng thiên tên phương tượng nào, tức là bao nhiêu vong linh ấy, và bao nhiêu vong linh được sinh thiên, còn bao nhiêu vong linh được quy tam bảo, còn bao nhiêu vong linh được phát bồ đề tâm, vân vân và vân vân. Cái đó là sai. Một vị pháp sư, một vị thượng tọa, một vị đại đức lên giảng kinh xong lại mời một gì, một vị đồng bóng, một vị nhà ngoại cảm lên để chứng minh cái việc đó như vậy là cầu khen cho quá sai với giáo lý của Đức Phật rồi. Thậm chí lại còn mời người ta đến để bảo là nhập phong lên để nói rằng đã đến để xin quy tam bảo đây này đó đến kia vân vân đó. Cho nên các hòa thượng lớn ở Việt Nam càng nói rằng là phương pháp tình tông học của thế giới của hòa thượng tình không là tà đạo, có nguyên do của nó. Vì sao? Vì mấy cái ông đi sang nước ngoài không biết gặp hòa thượng không, có gặp nhưng mà gặp một hai ngày thì làm cái gì, thậm chí ngồi cả tháng học cả năm còn chưa được mà đó quý vị. Ngày xưa hòa thượng tình không đến học với ngài Lý Bình Nam cư sĩ 10 năm trời, ngài Lý Bình Nam nói rằng ông đến học với tôi thì tất cả những kiến thức của ông trước đây mà không phải đều bỏ hết, không được giữ một chút kiến thức nào trong đầu ông so với những sở học trước đây thì tôi mới lại không. Và thực thì không mất mấy ngày suy nghĩ sau khi đến nhận lời học với ngài Lý Bình Nam, bỏ hết tất cả những kiến thức của mình trước đây, coi như là trở về con số 0, tức con số 0 từ đầu để học với Lý Bình Nam 10 năm trời, sau đó mới lìa thầy đi học pháp. Ở bên thầy 10 năm trời các quý vị mới lìa thầy, thầy mới cho lìa ra đi học khác, mới cho đời thầy đi học khác. Đó, chúng ta thấy người sư học đạo như thế đâu phải dễ đâu. Cho nên hôm nay chúng ta thấy là chúng tôi không đi làm pháp hội trung phong ở các chùa khác. Hôm rồi có một thầy ở dưới chùa Lê Gốt mà mấy năm trước mình tổ chức cái đấy, hai thầy trò cứ lên đây xin là đến tháng 7 xuống tổ chức hộ, mình không dám trả lời với người ta thẳng luôn là không, để cho người ta buồn, mình bảo thôi con bật lắm để cho con suy nghĩ đang có những trả lời sau. Nhưng mà tôi phát nguyện rồi, bao giờ còn rất nhiều những vị sư đi tổ chức đạo tràng trung phong để kiếm tiền thì tôi nhất định không đi tổ chức bất cứ một ngôi chùa này ngoài ngôi chùa của chúng tôi phụ trách để hướng dẫn Phật tử tu ra, giữ lại một cái gì đó để cho các hòa thượng, các thượng tọa thấy rằng là pháp hội trung phong này là để tu chứ không phải thành để kiếm tiền. Bây giờ trong Việt Nam xuất hiện cái trường hợp này đến làm pháp hội trung phong ở tại gia cư, bỏ ra 50-30 triệu cho mấy thầy và ban pháp khí một cái là đến tổ chức cho tại ở gia đình nhà Phật tử luôn, coi như là một pháp hội siêu độ cầu siêu ở tại gia, ở đây cũng tốt thôi. Nhưng mà giá là các vị đó không nhận ra 30 triệu để tổ chức pháp hội trung phong ở tại gia cư thì tốt biết mấy. Đến để bằng pháp, để giáo hóa độ cho gia đình người ta. Từ thôi mình không có cho người ta, tôi sắm lễ bao nhiêu gia đình sắm lễ, ghi ra cái tờ giấy cho họ sắm, sắm lễ xong mình đến làm lễ cho họ, làm lễ xong một cái mình gì rút ra về. Nếu mình không có thì họ cũng 50-30 triệu tiền xe, mình lấy đủ tiền xe thì thôi, không lấy thêm bất cứ một cái gì đó thì được. Nhưng này thì họ đưa cho vài chục triệu nhận tất, nhận giáo, thậm chí là còn gì, tôi hôm rồi còn nghe người ta bảo còn ra giá nữa cơ, 50 triệu sẽ tổ chức ở tại gia cư. Nên
50 triệu sẽ tổ chức ở tại gia cư cho. Tức là đạo tràng ấy, các vị pháp sư đã đến tận nhà làm lễ chung phong ở tại nhà cho chúng ta. Nhưng với điều kiện là gì? 50 triệu. Cho nên tôi nhất định không đi làm pháp hội chung phong. Bao giờ mà còn những vị sư khi làm pháp hội chung phong kiếm tiền như thế, tôi nhất định không đi làm pháp hội chung phong bất cứ ngôi chùa nào. Mình phải giữ lại một cái gì đó để sau này, bây giờ có người thì có các hòa thượng thượng tọa đang hiểu pháp hội chung phong và pháp hội kiếm tiền giống như các pháp hội kinh sáng Phật sự khác, như là cúng mông sơn ý thực, như là trai đàn chuẩn đế cô hồn vân vân ở Việt Nam chúng ta từ trước đến nay. Mình nhất định không làm. Một lúc nào đó để cho các cụ còn có cơ hội nhìn nhận là pháp hội chung phong và pháp hội dành để tu. Phật tử đến chùa ai viết sớ, ai cầu siêu như thế nào thì tùy tâm, không có phải đóng góp, không có phải hỷ xả tất, không có phải là không có tiền thì ban đi sớ không hỷ xả. Mà tôi cấm cái chuyện là ban đi sớ thỉnh thoảng tôi phải đi kiểm tra mới được. Cấm không có được là bảo phải bao nhiêu tiền. Nhà giàu có thể 100-200 nghìn là chuyện bình thường, đó là chuyện rất bình thường với họ. Nhưng mà nhà nghèo 50 nghìn còn khó. Cho nên tôi luôn luôn bảo các vị ở biết sớ trong ban ghi sớ của chùa chúng ta là cấm không có được bảo người ta bao nhiêu tiền mà lá sớ. Ai mà làm sai thì vì đó phải tội, vì chúng tôi không bắt là phải làm cái điều đó để mới có tiền xây chùa. Chùa đó có Phật Bồ Tát lo, đã có Địa Tạng Bồ Tát lo, không có phải lo cái chuyện đó. Mà chẳng có thì không, làm dần có gì đâu. Đấy, cho nên cái này thì cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết rằng cái việc đi trải nghiệm nữa, tôi cũng rất tán thành, rất tuyên dương cái vấn đề đi trải nghiệm. Nhưng mà đi trải nghiệm để giao duyên với họ, chứ đừng có đi trải nghiệm ca nào cũng phải được thì ấm thân, mềm thân, ấm đầu để bác sĩ khẳng định là bác sĩ Tây Phương, không có đâu. Như vậy là chúng ta thành mê tín gì bác? Nói như vậy là chúng ta công đức công năng của chúng ta còn thì còn hơn cả chân tăng, hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật ngày xưa ngài còn chẳng làm được như thế. Ngài còn dạy chúng ta tu gì? Tu từ pháp luật căn bản, hiểu sâu nhân quả, tin sâu nhân quả, hiểu sâu nhân quả, tin sâu nhân quả, và bỏ ác làm lành, lấy cái hành thiền tụng kinh niệm Phật, phóng sinh cư quốc đế, lấy công đức hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nay họ chẳng chịu tu ngày nào. Mấy ông, mấy bà, mấy thầy đến thì có 12 tiếng, 18, 20 tiếng bảo bán sinh. Cuộc đời này xong mà lại có gì dễ đãi đến vậy nhỉ, cần gì phải tu. Nếu như vậy thôi, ngày mai tôi về lấy vợ cho xong. Mai kia tôi làm sao đây là giả các cụ hòa gì. Bảo về các Phật tử chúng ta thôi đến trở niệm bảo vợ, bảo con thôi, sau này bao giờ tôi chết thì gọi các cụ đến trở niệm cho tôi 5, 3, 7 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng, tôi bác sinh tiên phương, tội gì phải tu, tội gì phải khổ làm liên, tội gì phải để mẹ mình một mình héo hắt ở nhà làm liên, tội gì phải mang đến với xã hội là có một thằng con trai không ở nhà báo hiếu bố mẹ, không ở nhà hiếu tướng tổ tiên hương khói hương hòa phụng thờ tổ tiên mà nó đi tu, tội gì các thiết. Nhưng mà tôi biết rằng chắc chắn không bao giờ có cái chuyện đó, cho nên là cái chuyện ngày mai hai người lấy vợ cũng chắc chắn không có chuyện đó, yên tâm đi. Các cụ yên tâm đi, ngày kia đến vẫn thế tôi ở đây. Không, không phải ngày kia mà năm kia, bao giờ cho đến thì, bao giờ cho đến anh nghe thấy tin là gì? Ông ấy không còn ở thế giới này nữa, thì đi đến vẫn thấy cái xác tôi vẫn ở đây, và các vị yên tâm, các vị sẽ được 3 bữa cơm chay, yên tâm đi. Đó là 3 bữa cơm chay, dù sao là 3 bữa cơm chay. Thường thường các sư mất nhưng mà nó để trong nhà ít nhất 1-2 hôm thì được 3 bữa cơm chay thì lên thì nào ở lại lâu có khi được 5-7 bữa, không có một bữa nào đâu mà lo. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tu tập đó phải cái điều quan trọng, chúng ta phải hiểu được giáo pháp, đi nó phải đúng chính pháp. Đúng chính pháp là điều quan trọng số 1. Còn chúng ta tu hành cái gì đó, pháp môn gì đó không quan trọng. Pháp môn thiền hay pháp môn tình độ hay pháp môn luật hay pháp môn mật,
đối với Phật pháp không quan trọng cái đó, tất cả nó chỉ là phương tiện thôi, nhưng vẫn phải lấy chính pháp là nền tảng. Anh đi như thế nào thì đi, sai với chính pháp thì pháp môn nào cũng chết. Giống như 2-3 năm trước rổ lên một cái thời gian gọi là niệm Phật, bất niệm từ niệm đạt kháng sinh, đúng không? Có không? Cũng là niệm Phật đó. Một người hòa thượng người gốc Việt Nam sang tu ở bên Mỹ và bên Pháp thì đắp bên Mỹ không phải. Ngài nhập thất mấy năm mà ngài đi ra thất, ngài bảo là ngài nhập thất người cho cái đài vào trong tai người nghe, và khi bỏ cái tai ra thì vẫn cứ nghe cái tiếng niệm của mình ở trong tai, và cho đó là gì? Cho đó là bất niệm từ niệm. Và về đến tuyên truyền ở Việt Nam và một vị đại đức ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, sang bên đây học cái pháp đó về Việt Nam và đi truyền cái đó ầm ĩ ở Bắc Trung Nam một thời. Và có những vị sư, tôi biết vị sư Hải Phòng, vị sư đi trong một cái khóa tu ở 7 ngày ở dưới chùa của vị ấy, vì này ra là đỉnh lễ, vì dưới chân của vị đại đức nói rằng cả đời hơn 30 năm xuất gia tu hành của con, nay con mới thực sự được học chính pháp của Phật. Con mới tu niệm có một tuần thôi mà con đã đạt được bất niệm từ niệm, lúc nào con cũng nghe thấy tiếng niệm Phật ở trong tai của con. Và khi đó hỏi ra là gì thì biết không? 7 ngày 7 đêm lúc nào vị cũng có để cái sắc môn thì cái tai nghe ở trong tai mà, khi bỏ tai nghe ra thì cái tiếng tai nghe nó vẫn cái tiếng niệm Phật, nó cứ a di đà Phật, a di đà Phật, nó cứ bằng bằng cái trong tai này, và cho đó là pháp môn, đạt được pháp môn gốc niệm từ niệm. Cho nên ra lễ vừa thắp sùi sùi ra bảo là bao hơn 30 năm con tu hành thì chẳng thấy cái gì, nay có 7 ngày thôi con đi, con đạt được bất niệm từ niệm rồi, chắc chắn được vãng sinh rồi. Nên khóc tu tu ra đạt bất niệm từ niệm mà còn khóc nữa. A la hán đối trước ngoại cảnh còn gì còn không khóc, mà này đạt được bất niệm từ niệm tức là tương đương với hàng thất địa bồ tát trở lên, tức là gì? Chứng được quả vị bất thái chuyển, tương đương với hàng thất địa bồ tát ở đây tương đương là thế giới, vượt cả hàng thánh quả a la hán của bên gì? Của bên nguyên thủy đại tiểu thừa Phật giáo nữa. Vậy mà ra lễ còn tương dứt ra còn khóc thì sụt sùi ra bảo là 30 năm con tu hành chẳng được cái gì, nay con mới có một tuần mà đạt được bất niệm từ niệm, và cảm động quá cho nên rơi lệ khóc tu tu ra, bảo là mọi người ra dìu vào vẫn cứ khóc. Thế này mà bảo là bất niệm từ niệm, bất niệm từ niệm tâm vững như là như núi Thái Sơn, lòng nó thì rộng như gì, rộng hơn cả biển cả, dung chứa được tất cả những sự khổ đau phiền não của chúng sinh dồn về chúng ta vẫn có thể chịu được. Này người ta chửi mình một câu xem có chịu được không? Không chịu được. Và tôi khẳng định cái trường hợp đó là không, không phải. Rồi nó xảy ra thì mấy bà Phật tử đi tu dưới đó một tuần về bắt đầu thì nói là đạt được bất niệm từ niệm rồi, lên chùa Tràng Biên hai mẹ con, tôi xin được giấu tên, hai mẹ con lên chùa Tản Biên và tu thêm nửa tháng nữa, và bảo là đạt được bất niệm từ niệm rồi chắc chắn vãng sinh. Thế là bà mẹ, các vị biết không, bà mẹ hãy may thay mình có cớ để nói, lúc đầu mình nói không nghe đâu, tôi nói Phật tử cũng hay thân thành gần thành với nhà mình đó, nhưng mà muốn đi tu bất niệm từ niệm không có giữ, nhưng mà may hay có việc để tôi nói, Phật tổ Bồ Tát mẹ thương. Cho nên cái hôm bà cụ chuẩn bị đi về quê, tối hôm đó thì trời mưa to gió lớn, không một cái tiếng sét nó đánh ngay gần chùa Tản Biên, nó đánh mình một cái, bà cụ giật mình một cái thế này này, thế không còn nghe thấy cái tiếng niệm Phật nó vẳng trong tai nữa. Thế bắt đầu đi nói với sư ông, là nói với cái sư ông ở chùa này, ô con á, nói thật với thầy, con xuống tu một tuần ở dưới Hải Phòng, mà con về lúc nào cũng tiếng niệm Phật của trong tay con lên tu ở trên chùa Tản Biên lúc nào có tiếng niệm Phật trong tay con, nhưng á tối hôm qua một tiếng sét thành một cái thì con giật mình và tự nhiên nó hết mất, con không biết đấy là làm sao. Thế về hỏi tôi bảo là ma đấy, ma đấy, đại ma đầu đấy, đấy không phải là chính Phật pháp. Chính Phật pháp á, các quý vị biết không, cho dù gì tướng cướp tên cướp nó có đến là gì, nó bảo mày đạt được bất niệm từ niệm rồi phải không,
người đó cũng chỉ có A Di Đà Phật thôi, cũng không trả lời là tôi đạt được hay không đạt được, chỉ có A Di Đà Phật thôi. Tên tướng cướp bảo mày đạt được vấn đề từ thiện rồi thì để tao được cắt cái tay mày xem mày có gì, mày có động tâm không? Vì đó cũng chỉ A Di Đà Phật thôi. Tên cướp nó cầm cái tay đang chặt phăng một cái, vì đó vẫn gì A Di Đà Phật, máu đang chảy đồng đồng, mà vì đó vẫn cứ A Di Đà Phật thôi. Giống như trong một vị thiền sư, trong một vị tổ sư của Phật giáo Ấn Độ đó, người ta đến người ta hỏi là ông đạt được gọi là tâm không pháp không chưa, ngài bảo tất là được rồi. Thế vậy bây giờ ông thì ông còn thấy thân nữa không? Bảo không, ta không chấp vào thân thân nữa. Thế là bây giờ lấy cái dao cắt cái tay, ngài vẫn cứ ngồi chơi chơi như vậy, cắt tay bên này ngài vẫn ngồi chơi chơi như vậy, thậm chí là gì, cắt cái đầu này ngài vẫn cứ ngồi không như vậy. Và chúng ta biết khi cắt cái đầu này xong cái gì nó chảy ra, chúng ta biết không? Một dòng sữa từ trong cơ thể của vị thiền sư nó chảy ra. Chúng sinh bình thường thì cắt thì chảy gì, chảy máu, nhưng còn ngài thì chảy sữa. Đó là thể hiện cái lòng từ bi cứu khổ của ngài, cái sự tu chứng của ngài. Chúng sinh bình thường thì chảy máu, còn ngài thì sữa. Sữa có nghĩa là chúng ta thấy tượng trưng của khi người mẹ cho con bú thì cho bú bằng cái gì nhỉ? Sữa. Tức là tâm của vị thiền sư đó thương cái ông vua đó giống như người mẹ thương con đỏ vậy các quý vị. Cho nên cái dòng sữa nó mới từ trong cơ thể nó tuôn trào ra qua cái gì, cái cổ của ông vua đó mới cắt cái cổ của vị tu sĩ đó. Máu không chảy ra mà là chảy sữa. Đây là điều hy hữu, có một không hai ở thế gian vậy các quý vị. Cho nên tôi mới nói nếu mà đạt được bất niệm từ niệm á, thì cho dù họ có đến họ chặt tay mình, cắt tay mình, mà thậm chí là cắt cổ mình vẫn cứ gì như bất động. Đằng này mới có một tiếng sét đánh mạnh dùng mình một cái thôi đã mất rồi. Thế thì hỏi sau khi mình chết đi, thiên ma nó đến làm thế nào đấy? Không có cách chi để vượt qua được các quý vị, mà thiên ma ba tuần nó giả được thân Phật đó các quý vị. Chúng ta niệm Phật mà cứ mong cầu Phật đến. Hôm nay là Phật đến thật, có nghĩa là hôm nay là Phật thật, ông Phật thật. Nhưng do chúng ta nhất tâm niệm Phật gặp ông Phật thật đến rồi, ngày hôm sau chúng ta là gì? Ồ, ước chỉ hôm nay mình niệm Phật được khoảng 5-10 phút Phật lại đến nhỉ? Phật đến vui quá, Phật đến chúng ta thấy trong lòng lúc nào cũng phấn chấn, hoan hỉ, an lạc. Và đi kể với bạn bè, kể với mọi người là hôm qua tôi niệm Phật thấy Phật đến, phóng quang sáng rực cả ngôi nhà của tôi, vân vân thế này thế khác. Và tiếp tục ngày hôm sau đến ngồi thì vừa ngồi vào là đi mong Phật đến, niệm tụng một tiếng Phật đến thật. Nhưng ông Phật đó là Phật giả, ông Phật hôm trước có thể ông Phật thật, nhưng Phật hôm sau là đi là thiên ma ba tuần tùy theo tâm niệm mong ngóng của ta mà thì nó đến là giả là Phật đó. Và khi đó chúng ta lại khởi ra cái tâm gì, hôm qua Phật đến không thuyết pháp gì cho con, nay có gì Phật thuyết pháp cho con, và đi cái ông Phật giả đó cũng thuyết pháp cho chúng ta nghe. Và thậm chí nó còn nói với chúng ta là con tu tốt lắm, cả trên thế gian này xét ta tìm thấy thì tất cả tăng ni phật tử không có ai tu gì hành tinh tiến bằng con là gì, chuẩn bị đắc đạo tới nơi hay cố thì 2-3 ngày nữa con sẽ gì chứng đắc thánh quả thôi, thành một vị Phật trong tương lai thôi, con sẽ vượt tất cả những người này người kia, ta sẽ cho con để đi giáo hóa độ sinh vân vân và vân vân, cho con những cái quyền năng để chữa bệnh cho mọi người, cho những cái gì thần thông để biết trước chuyện của quá khứ hiện tại tương lai của mình và của người khác. Và quả thật nó cũng cho thấy thật, cho biết thật, cũng cho một chút công năng chữa bệnh thật. Và cho nên chúng ta thấy bây giờ có rất nhiều những kẻ xuất gia cũng như tại gia tự xưng mình thì vượt Phật, vượt tổ là như thế. Thanh Hải vô thường sư từ đâu mà ra? Từ đấy mà ra. Rồi gần đây là có ông sư thì ông gọi là sư Trần Tâm từ đâu mà ra? Từ đấy mà ra. Sai đường lạc lối, mắc vào lưới ma, cứ tưởng là mình là Phật tổ. Đó, cho nên là cái này các quý vị rất phải để ý cái này. Chúng ta tu cứ yên tâm, nhất tâm mà tu. Phật đoán chúng ta lúc nào đó là việc của Phật, chúng ta không cần nặng nề cái chuyện lúc nào Phật cũng phải đến để báo cho chúng ta quỷ là chúng ta để chúng ta thấy hoan hỉ, chúng ta mới tin cái theo ngài.
đừng có bao giờ nghĩ như thế, đừng có bao giờ cầu mong những cái điều đó, cứ bình thường thôi. Sơ tổ Trần Nhân Tông, người sáng lập có thiền phái Chúa Công Thế Tử, chúng ta nói là gì? Bình thường tâm là đạo. À, cứ giữ tâm bình thường ấy, thì đó chính là đạo đấy. Đừng có tập đến bên này, đừng có tạp vào bờ bên kia, đừng có để cho gì? Hôm nay người ta khen mình cho mình sướng, ngày mai người ta chơi mình thì mình gì? Mình buồn. Đấy là tập đến bên này và mắc đến bên kia đều khổ cả. Giống như một khúc cây trong cái nhà mới còn nói gì? Nó trôi từ trên thượng nguồn ra biển cả, nếu nó không vướng vào bờ bên này, không tạt vào bờ bên kia, này Anan cứ bố đó đi đến đâu, Anan bảo bạch Đức Thế Tôn, cứ bố đó sẽ đi ra tới gì, ra tới đại dương. Đức Phật bảo này Anan, nếu còn nếu cứ bố đó mắc vào bờ bên này hoặc dính vào bờ bên kia, cứ bố đó sẽ đi đến đâu, Anan bạch Đức Thế Tôn, cứ bố đó hoặc là bị những người dân họ vớt lên làm củi, hoặc sẽ bị gì, sẽ vướng vào nơi đó và nó lục nó thành gì, nó mục và nó thành gì, nó mục rơi ra xuống và chưa ra đến biển, nó đã gì, mục mất rồi. Tương tự như vậy, nếu chúng ta tu hành mà tấp vào bờ khen bên này hoặc là vướng vào bờ chê bên kia, chúng ta chưa thấy đạo mà đã chết mất thân rồi, đã bị ma nó bắt con người, giống như người dân đi kiếm củi nó bắt cho nó làm củi, thì giống như bị ma vương nói gì, nó tóm chúng ta nó lôi về thế giới đó để làm những kẻ hầu người hạ cho nó khổ, chúng ta muốn tu cũng gì cũng khó. Đấy, cho nên ở đây trong kinh Địa Tạng nói là dùng rất nhiều phương tiện để độ chúng sinh, thì chúng ta phải biết đó là phương tiện gì. Tất cả các phương tiện như đều ở trong chính pháp, trong phạm vi của chính pháp, không ra ngoài mục đích phạm vi của chính pháp đâu các quý vị. Đây là điều quan trọng nhất, là tu hành là đúng chính pháp. Và trong kinh Đức Phật nói rằng, trong kinh này chúng ta thấy Đức Phật nói là gì? Bồ Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sơ là gì? Quỷ vương vô độc trước kia chính là tài của Bồ Tát ở trong pháp hội này. Đức tài không thể đau lời đó. Quỷ vương vô độc tại sao lại là tài của Bồ Tát? Tài tức là những người gì? Tài thủ tức là có bàn tay rất là khéo léo. Thủ tức là tay. Tài tức là chỉ cho là gì? Cái sự tài năng của người đó có đôi bàn tay gì? Rất khéo. Nếu thì vì nào muốn nhìn thấy cái bức tranh của Phật đó để nó cắt trong Bồ Đề, thì Bồ Tát này chỉ cần để lấy cái bút vẽ và tí hiện ra một cái hình ảnh Đức Phật rất là đẹp. Người nào nhìn vào cái bức ảnh đó đều gì? Cung kính, đỉnh lễ và khởi cái tín tâm với Tam Bảo của Đức Phật đó. Cho nên là rất đẹp. Vì này á, vì đó, vì Bồ Tát này á, còn khéo léo có thể gì? Muốn xây dựng một cái tháp hoặc một cái chùa tạc với một pho tượng, người đó cầm cái đục kéo 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 ba một tí mấy ngày sau ra một pho tượng rất trang nghiêm thanh tịnh, tức là có một mình xã hội và có một bàn tay gì nhỉ, đôi bàn tay vàng ấy, vì tài thủ Bồ Tát này tức là có cái đôi bàn tay gì, đôi bàn tay rất khéo léo, dùng đôi bàn tay này để dẫn dắt cho gì, cho chúng sinh vào đạo. Ngày xưa khi còn làm cô độc quỷ vương thì ngài thường dùng đôi bàn tay ấy để gì? Để cầm những cái chĩa, cái đinh ba hoặc là những cái gươm, cái đao giáo mát để gặp những cái kẻ gì? Những cái kẻ ác ở trong tam giới đọa vào địa ngục á, thì ngài dùng cái đinh ba nó phải xỉa cho nó một cái chĩa cho nó để cho nó làm gì? Cho nó đau. Đau để làm gì? Cho nó nhớ đời. Nhớ đời xong rồi á, để sau kiếp sau nó thấy đau rồi xỉa, không phải xỉa cho chết luôn đâu. Cái có cây xỉa vào chân kêu oai oái ra bảo ôi tôi đau quá, người ta bảo xỉa vào đùi cho, nếu mà xỉa chúng ta vào bụng một cái loài nó chết luôn. Không, vô độc quỷ vương ngày xưa này không làm như thế. Các loài quỷ vương khác thì người ta xỉa cho một cái và bụng nó treo thế là chết ngay, nhưng vô độc quỷ vương gọi là vô độc, mà vô độc tức là không độc ác với các quỷ vương đó, nhưng tất nhiên nó là quỷ thì vẫn phải gì, có hành ra có quỷ rồi đến chặt trong cái vào chân kêu oai oái là biết đau chưa. Thế là giờ này lại ngài là con biết đau rồi, mà biết đau rồi đúng không, lần sau đừng có làm ác, đừng chui vào đây nữa nhé, mà vâng thì lần sau con không vào đây nữa. Đấy,
đấy là phương tiện của gì? Của vô độc đó. Ở trong địa ngục thì ngài dùng cái phương tiện đó để cho bánh cho nó một trận, để cho điểm nó đau, xong rồi giao hóa cho nó thiền. Nhưng khi ra khỏi địa ngục trở thành cái pháp thân của vị Bồ Tát thì có đôi bàn tay rất là khéo léo. Ai muốn thì muốn xây một ngôi chùa đẹp, muốn nhìn thấy một ngôi chùa đẹp, tại thủ Bồ Tát thì hiện thành một vị trụ trì, cả thiết kế, giám sát, lẫn gì, lẫn hướng dẫn cho thợ thi công thành một ngôi chùa rất là đẹp. Để cho thì Phật tử đến ai cũng phải khen nức nở, ôi tại sao ngôi chùa này đẹp thế? Ai muốn nhìn thấy một ngôi tượng đẹp, tại thủ Bồ Tát chính tay mình mà chỉ đạo, khiến cho thì những người thờ và chính tay mình cũng làm nên một pho tượng rất là đẹp. Ai nhìn vào cũng cung kính phát bồ đề tâm, đó là phương tiện của các ngài vậy. Nói hôm nay như vậy thôi, nhưng về cái bàn tay của vị Bồ Tát này á, còn làm được rất nhiều về lợi ích cho Phật giáo, cho đạo và cho đời, không thể nói hết được. Và Đức Phật nói là còn thánh nữ Bà La Môn trước kia, nay ở trong pháp hội này chính là ai? Là ai? Là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Cho nên chúng ta thấy nay chúng ta đang ngồi đây là ai? Chúng ta là ai? Biết đâu ở dưới có vị Bồ Tát giả vờ dưới đấy. Trong địa ngục còn có cơ mà, làm gì muốn chi ở chúng ta đấy? Cho nên đấy, không thể biết trước được là ở trong này ai là thầy hay là trò. Các vị có khi ngồi dưới cái đảo lờ đấy thôi. Nhưng mà sau khi mất tấm thân này đi, các vị trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hiện ra một thân của vị Bồ Tát đại sĩ ở trong ngôi vị bất thái chuyển rồi, tôi lúc đó đến được đế xì xuống chứ đấy, không đơn giản đâu. Đó, thôi cứ tu đi, cố gắng về đó trước thì càng tốt. Lèo tôi về sau. Tôi về sau lúc đó tôi nhìn thấy các cái gì để cho nó rõ hơn. Lúc đó chúng ta đều có thần thông để nhìn thấy rõ hơn, chả ai đối được ai nữa. Bây giờ các quý vị có thể lừa được tôi, nhưng lúc đó thì các vị chẳng lừa được đâu. Các vị làm phẩm vị hơn thì tôi sẽ lễ tạ các vị sau, hậu tạ các vị sau. Nên cảm ơn các quý vị đã đến hội chỉ Phật pháp làm cho đại tràng được trang nghiêm. Cảm ơn Bồ Tát nha.